Số 651 Kinh Các Pháp Vốn Không. Kinh Chư Pháp Bản Vô. Hán dịch đời Tùy Tâm Tạng Pháp Sư Sanat Quật Đa, người xứ Thiên Trúc, Quyển Thượng. Đức Thế Tôn cùng 500 đại tỳ kheo, 9 vạn 2.000 Bồ Tát đi đến núi Thứ Tụ trong thành Vương Xá. 9 vạn 2.000 Bồ Tát đây đều là những bậc đứng đầu như Đại Bồ Tát Trang Nghiêm Oánh Sức, Đại Bồ Tát Sư Tử Du Bộ, Đại Bồ Tát Vô Ngại Diễm Tịnh Quang Đức Oai Phương, Đại Bồ Tát Mê Lâu Sơn Đảnh Âm Vương, Đại Bồ Tát Ái Tiếu Vô Cấu Quang, Đại Bồ Tát Xuất Quang Tế Nhật Nguyệt Quang, Đại Bồ Tát Tối Thắng Vô Cấu Trì Quang, Đại Bồ Tát Xuất Oai Liên Hoa Khai Thân, Đại Bồ Tát Phạm Từ Tại Âm, Đại Bồ Tát Tượng Hí Sư Tử Vương Ý, Đại Bồ Tát Kim Quang Tịnh Vô Cấu Oai, Đại Bồ Tát Nhu Nhuyễn Xuất Thân, Đại Bồ Tát Kim Trang Nghiêm Tướng Khai Thân, Đại Bồ Tát Bách Quang Hưu Ma Lực, Đại Bồ Tát Tịch Căn Oai Nghi Tịch Hạnh, Đại Bồ Tát Địa Tối Thượng Vương, Đại Bồ Tát Thiên Ngôn Từ Minh Âm, Đại Bồ Tát Pháp Lực Tự Tại Tịch Tịnh Du Hành, Đại Bồ Tát Đức Oai Vô Cấu Thân, Đại Bồ Tát Mạng Thù Thế Lợi. Khi ấy, thấy các vị Bồ Tát đã nhóm họp, Đại Bồ Tát Sư Tử Du Bộ liền đứng dậy sửa sang lại y phục một vai mang y ức đa la tăng già. Với phải chạm đất hướng về Phật chắp tay dùng ca tụng mà hỏi về Phật vậy nghĩa lý. Ngã, không mạng, không pháp dục. Vô biên danh xưng vì ta nói. Vắng lặng, rất lặng, thường lặng yên. Như vậy chúng đây rất thù thắng. Chưa kiến thế nào là bồ đề. Kiêu mạn, sân giận và canh ghét. Dục thể thế nào là bồ đề. Vì đạo sư nói vô biên xưng. Nếu không niết bàn, không phiền não. Hành giới thế nào là bồ đề. Thế ấy không hai, Phật cũng vậy. Người về con diện nói đại bi, chư pháp thế nào thoát rốt ráo, niết bàn tưởng tượng như giải thoát, thế nào mà lại như hư không, không ngại, không đắm, không vướng mắc. Âm ca lăng tần già phạm thiên, sắc vô cấu quang, minh kim quang, âm thanh tịnh quang vô biên đức, đang vì nói pháp không trần hết, thế nào chư cái như bồ đề, thế nào dục là thể bồ đề, pháp chẳng pháp, đạo là đạo sao là một. Vô cấu thanh tịnh bằng hư không, nếu không hữu số, không vô số, pháp đại diệt độ sao là vậy? Bồ đề nếu không không chỉ đắm, tại sao biến trí cũng lại không? Là làm chẳng làm không tranh cãi, thủ cùng không thủ đều không thể, ở trong chúng sinh chưa từng có, trong pháp chướng ngại cũng lại không, bên trong không giới lại không nhẫn, phá giới cũng lại không chỗ nào, định cùng với không hai vậy. Không trí và trí không chỗ được. Vì sao pháp này sạch không nhơ mà không có chỗ có như hư không? Giờ một lúc tâm không rơi đắc. Không tâm vì sao mà là pháp? Bên trong tri kiến không chỗ có, không có niệm tu cũng không chứng, bên trong cũng lại không chỗ đoạn. Chúng sinh vì sao đồng cõi không? Bên trong pháp thể là một hạnh, bên trong không sinh cũng không chuyển, pháp khởi và sinh không chỗ có. Các pháp như vậy, Thắng Nhân nói, bên trong không học, không la hán, chuyên giác cũng lại không chỗ có, nếu cầu bồ đề không thể được, pháp này không tới, cũng không lui, bên trong không trụ, cũng không xứ, cũng không có qua, cũng không lại, pháp không tới lui, lại là sao? Như núi Tu Chi trụ không động, bên trong không tưởng, cũng không sắc, thể sắc vì sao là bồ đề? Sắc và bồ đề không phải hai. Thể pháp như vậy, Thắng Nhân nói, bên trong không rỗng không, không tướng, không có dính mắc, không đắm, không không đắm, danh với không danh pháp thế nào, nói đạo như tiếng vang giữa núi. Bên trong không sinh, không phiền toái, bên trong cũng lại không không sinh, có không đẻ diệt, cũng không ngăn, các pháp vì sao là một hành, bên trong không trời, cũng không trồng, không khẩn na la cả dạ xoa, bên trong địa ngục không chỗ có, không có xứ sở và chúng sinh. Nếu đạo sư nói pháp tối thắng, nếu các ngoại đạo nói ác ý. Cả hai sao gọi là một hành, các chữ như thế đều nhập một. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Đại Bồ Tát Sư Tử Du Bộ. Tốt lắm, thật tốt thay, hiếm có người như ông. Đối với những điều ông hỏi, hiện nay cả đến các đời, không thể tinh thọ. Hàng chư thiên nhiều đời chìm đắm trong mê hoặc. Thiện gia tử,
nay ông chớ nên hỏi nhân duyên này. Thiện gia tử, hàng Bồ Tát sơ nghiệp đối với phi địa này thì gọi là Bồ Tát không kiến, vô tướng kiến, vô nguyện kiến, vô sinh kiến, vô hữu kiến, vô tướng mạo kiến, niết bàn kiến, Phật đà kiến, Bồ đề kiến. Thiện gia tử, trước hàng Bồ Tát sơ nghiệp không nên nói pháp này. Vì sao? Vì đó có thể xảy ra các căn lành bị cắt đứt. Đối với Bồ đề, Phật thì hành phi đạo, nếu rơi vào đoạn thường thì không biết được vì ý nghĩa gì mà Như Lai nói pháp này. Nghe Phật nói như vậy, Đại Bồ Tát Sư Tử Dư Bộ lại bạch Phật, nói về Đức Thế Tôn, nói về bậc thiện thệ. Bạch Thế Tôn, nếu có hàng Đại Bồ Tát ở đời sau như Bồ Tát không kiến, vô tướng kiến, vô nguyện kiến, vô sinh kiến, vô hữu kiến, vô tướng mạo kiến, niết bàn kiến, Phật đà kiến, Bồ đề kiến, đối với không vô tướng cho là cảnh giới, dính mắc nơi ngôn thuyết, cho chữ nghĩa là trong sạch, nói đạo là hơn hết, coi trọng việc chánh lợi, họ nghe Như Lai nói pháp không tên gọi này rồi, liền xả bỏ các kiến, liền biết các pháp là đạo một tướng, tin chúng sinh như tin pháp được nói. Trong phương tiện khéo léo họ cần phải khéo học, tuy nói ít ham muốn biết đủ giảm tịnh, nhưng đều không tin là sạch, tuy nói những lỗi lầm trong chúng, nhưng tin các pháp xa lìa, tuy khen ngợi nói chỉ là một không xen tạp, nhưng cũng không tin là trong sạch. Tuy khen ngợi việc phát tâm Bồ Đề, nhưng cũng biết tâm tự tánh là Bồ Đề. Tuy khen ngợi việc rộng nói khế kinh, nhưng tin các pháp là rộng. Tuy khen ngợi Bồ Tát, nhưng tin các hàng thanh văn, độc giác và Phật không có sự khác biệt. Tuy khen ngợi tỉnh lự, nhưng khéo thông đạt sự bình đẳng của tỉnh lự. Tuy khen ngợi trì giới, nhưng khéo thông đạt bản tánh của trì giới. Tuy khen ngợi nhẫn nhục, nhưng đối với sự tận diệt không sinh các pháp, khéo thông đạt kiến. Tuy khen ngợi tinh tấn, nhưng khéo chọn lựa các pháp không phát khởi. Tuy khen ngợi đệ gia na tam ma địa, tam ma bát đế, nói tam ma địa phát ra đủ trăm ngàn đến tam ma địa môn, chỉ biết bản tánh của kiến là tam ma bát na. Tuy khen ngợi trí tuệ cả ngàn chủng tướng, nhưng khéo thông đạt trí cùng vô trí, tự thể của bản tánh khéo lựa chọn các pháp. Tuy nói hủy bỏ lỗi của dục, không thấy một pháp có thể nhiễm. Tuy nói hủy bỏ lỗi của sân, không thấy một pháp có thể ghét. Nói hủy bỏ lỗi của si, nhưng tin các pháp lìa si, không ngại. Tuy vì chúng sinh hiển thuyết những lỗi lầm, nhân sự đáng ghét, ở cõi địa ngục súc sinh, diễm ma thế, nhưng cũng không thấy địa ngục chúng súc sinh, diễm ma thế. Những người đó tin chúng sinh như tin pháp được nói, nên tin một hành, đó là tính không, tính vô tướng, tính vô nguyện, tính vô sinh, tính vô sở hữu, tính không tướng mạo. Lại Đức Thế Tôn, chỉ nên nói như vậy, họ không thể suy nghĩ về những lời lẽ của phương tiện khéo léo ở trong các hàng thanh văn độc giác, cho đến Đại Bồ Tát phát hành sơ thừa, đều chẳng phải là địa vị của họ, chỉ trừ hạng Đại Bồ Tát tin sâu xa vào một hành mà thôi. Nói như vậy rồi, Đức Thế Tôn lại bảo Đại Bồ Tát Sư Tử Du Bộ: Này Thiện Gia Tử, nếu họ đã như vậy, ông nên nghe cho khéo, chân chánh nhớ nghĩ cho khéo, nên vì họ mà chịu nói. Đại Bồ Tát Sư Tử Du Bộ đáp: Đúng như vậy, Đức Thế Tôn, con phải nghe một cách chân chính. Khi đó Đức Thế Tôn nói bài kệ tụng: Nếu muốn hiểu cái đẹp Bồ Đề, cho nên phân biệt lỗi tham dục, các pháp thường là tự tánh tham. Nếu biết như vậy là cao quý, không thể nắm bắt tham sân si, cũng không đạt những gì đã đạt, các pháp đều cũng như hư không. Nếu biết được vậy là cao quý. Kiến và chẳng kiến thường một hạnh, tăng và chẳng tăng hai đồng một, ở trong không Phật không pháp diệu. Nếu biết như vậy đạt thế trí, như bậc trượng phu trong cơn mộng, đắc Bồ đề giáo hóa chúng sinh, trong đó không đạo không chúng sinh. Như vậy tự tánh tức các pháp không thể đắc Bồ đề tọa xứ, nó không thể đạt cũng không có. Minh cho minh hai nhân một tướng, nên biết như vậy đắc đạo sư. Nó tánh chúng sinh là Bồ đề, tánh Bồ đề tức là tất các chúng sinh. Chúng sinh Bồ đề hai nhân một, để biết như vậy đắc thượng nhân. Như bậc trượng phu hiểu rõ huyễn, huyễn ấy hóa hiện vô biên thứ, trong đó mọi thứ hiện đều không,
hoặc loạn chúng sinh chẳng phải một. Tham dục sân giận giống như huyễn, các phiền não này đều như huyễn, phàm phu đều nghĩ ta nhiễm giận, nó mê hoặc loạn tâm. Theo nẻo ác, trong ấy không có tham, giận, si, trong ấy cũng không phiền não khác. Pháp thể cùng huyễn đã phân biệt, như vậy phàm phu phiền não đốt, nếu không phiền não không chúng sinh, trong ấy không Phật không có gì. Đấy pháp vô sinh đã phân biệt, phàm phu nghĩ ta nên làm Phật, tức không có Phật, không pháp Phật, chúng sinh cũng không thấy một nơi. Nếu biết pháp thể tựa hư không thì sẽ chóng thành bậc thượng nhân. Nếu có bồ đề mà không biết, sẽ cách bồ đề như đất trời. Nếu biết pháp thể ngang với huyễn thì sẽ chóng thành bậc thượng nhân. Nếu phân biệt giới thì không giới, nếu thấy trì giới tức phá giới. Giới phá giới hai như một tướng, nếu biết như vậy làm đạo sư. Như bậc trượng phu trong cơ mộng, hưởng thọ việc dục sinh vui vẻ, suy loạn phân biệt nghĩ phụ nữ, trong ấy phụ nữ thường là không, phá giới trì giới như tánh mộng, phàm phu phân biệt hai tướng này. Trong ấy không giới, không phá giới, nếu biết như vậy làm đạo sư, đắm chanh, đích thị là phàm phu. Do không biết tự tánh âm thanh, nếu biết danh này chẳng là danh, họ sẽ đạt được nhận thánh diệu, có các chúng sinh nguyện thành Phật, đã đem nói cho mọi người biết. Tin lời là đúng, không tu hành, tất ngăn mọi nẻo đạo bồ đề. Ở trong oai nghi không sai trái, lời vui thích nói thì không biết. Không cho lời đúng tọa bồ đề, do họ không biết pháp tự tánh. Tuy với pháp không thường hiện nói, nhưng ưa tranh đấu, các ý sinh. Sau có bồ đề cùng Phật pháp, chính là nói đến sân không trí. Sân nhẫn hai thứ là một tướng, người biết như vậy không phân biệt. Tự tánh chúng sinh họ không biết, sinh các lỗi lầm là trí phạm. Tự nói chúng sinh ta đều mến, làm bậc cao cả giúp chúng sinh. Bị động họ tức sinh sân ác, do có ác tâm nên không nói. Thường thích tranh đấu tìm lỗi người, nhưng lại khen nói tâm nhẫn này. Còn nói các pháp đều là không, trong ý cống cao cầu sai trái. Tham đắm ăn uống người không trí, ngày đêm suy nghĩ đến ham muốn. Bọn họ đi vào nơi tôn ấp, nói là sẽ giải thoát chúng sinh. Với chúng sinh ta thương xót khắp, ta làm lợi ích cho chúng sinh. Loại pháp thể này tuy hiện nói, đắm trong tâm hại thường ác ý, nhưng ta chưa nghe, cũng chưa thấy, có lòng thương lại có tâm hại, hợp lại cùng nhau phá vết thương mà cầu đức A-di-đa. Do các sông hằng có nhiều như vậy, thường bị hủy nhục cùng đánh mắng, không thể chịu được các việc ác, chẳng đến cõi đó nhân cư vương. Cõi chẳng phải cõi nếu hay biết, cõi không giống như tự tánh không, không điểm cõi cùng công đức cõi, nên đến cõi đó nhân cư vương. Nói ta hay nhịn các việc ác, ta với Bồ Tát tưởng thầy dạy, nhưng ta chưa nghe cũng chưa thấy, nơi thầy dạy tưởng mà sanh ác. Tất cả cùng hủy mọi việc làm, chấp nhà khất thực và nhà bạn, cho ta là người đã thành thục. Bên trong chẳng khiến người khác vào, ta giải thoát người chẳng vì thân, kẻ ấy không có hạnh trong sạch. Đến nơi ồn ào là vô trí, chẳng được lợi ích nơi bồ đề. Ngày đêm như vậy làm ba thời, đến lễ chư Phật cùng Bồ Tát, cho nên soi mói lỗi người ta, như đạo dục hạnh thường tu hành. Nếu thấy vui thích nơi dục lạc, lỗi lầm của người chớ tìm cầu, như vậy lâu dài sẽ chứng được bồ đề tối thắng đức vô biên. Nếu lần lượt học, lần lượt làm, không thể nhất thời thành Phật được, nhiều kiếp kể đến nay cho ta mặc áo giáp đã lâu đời. Chớ dùng phân biệt dục, ta biết bồ đề như tánh dục, phiền não này cũng sẽ không sinh. Nếu tin được vậy đạt thắng nhẫn, quan các âm thanh chẳng phải thanh, pháp thể vô tự liền nhập vào. Loại thanh như vậy các thể pháp, nên không sinh dục cũng không sân. Đối với dục sân quán vô sinh, nên biết hai thứ không có chữ, chỉ cả hai chỉ có thể là danh, chữ nếu không có ở trong không. Nên biết các từ tức một từ, danh cũng không sinh vốn chẳng có, những lời ta nói ngoài đạo nói, pháp thể loại này họ không biết. Nói các pháp này dùng thanh nói, nhưng pháp và thanh không thể đạt, năng nhập các pháp đạo một tướng, thắng nhẫn vô thượng liền được chứng. Chớ phân biệt nhẫn, chớ không nhẫn,
cho phân biệt sân chớ khác dục. Dẫn đấy không sinh thường tỏ biết, nên ở đời gần tháng nhân trung, trong các phương Bắc Nam Tây Đông, đếm các sông Hằng có bao nhiêu. Trong mỗi hạt cát là một người, nếu cả đất đai nhiều vô biên. Có báu đầy khắp đem cho hết, như biên trăm kiếp rồi hơn trên. Nếu có nghe được khế cân này, như vậy phước đức sẽ vô số. Câu bồ đề đó nên xuất gia, họ được ta truyền cho kinh này, chắc chóng đạt được tối thắng nhẫn, để nói pháp cùng trong mọi pháp, dễ dàng đạt được Đà La Ni, sẽ đạt độ cả Na Do Kinh. Lợi trí biện tài họ sẽ đạt, ít động biết nhiều chóng đạt được, liền được vô biên các biện tài, chư Phật đều cùng họ biện tài. Nói khế kinh chẳng phải một báu, biện thuyết vô biên họ sẽ có. Bây giờ Đại Bồ Tát Sư Tử Chư Bộ bèn bạch Phật: Đại Đức Thế Tôn, khi Thế Tôn nói bài kệ này, có bao nhiêu chúng sinh nghe được và làm lợi ích? Nghe hỏi vậy, Phật bảo Đại Bồ Tát Sư Tử Chư Bộ: Này Thiện Gia Tử, ấp có thấy chúng đây tập hợp bàn luận không? Đáp: Con đã thấy. Thưa Thế Tôn, con đã thấy thưa Thiện Thể. Con số đã vượt qua cả tính toán, cả đến những hàng trời rồng Dạ Xoa, cả tất bà Atula, Già Lưu Nại, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, đầy khắp cả hư không, và cùng với những chúng sinh khác ở khắp các thế giới là chúng hội thuyết pháp này đều đã nghe bài thuyết pháp này. Nghe nói như vậy rồi, Phật bảo với Đại Bồ Tát Sư Tử Chư Bộ: Thiện Gia Tử, khi nói bài pháp này có 98.000 thiên tử đạt được nhẫn trong pháp vô sinh, có 92.000 Dạ Xoa sinh tâm đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác, có 36.000 rồng sinh tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, có 500 tỳ kheo tăng thượng mạng ý chưa đạt được tưởng đã đạt được khi được nghe kinh này, nghe được bài pháp nói về ngã mạng này, liền tin hiểu các pháp là đạo một tướng, không còn gì để thọ nhận, nên lậu tâm được giải thoát. Trong số Bồ Tát kia có 62.000 Bồ Tát tin hiểu các pháp không có chướng ngại, đạt được nhẫn trong pháp vô sinh. Tại sao? Thiện Gia Tử, vì đây là bài pháp cao tột trong các bài pháp đã được nói. Thiện Gia Tử, như khi ở trước Đức Như Lai Nhiên Đăng ứng cúng chánh biến tri, ta đã tin hiểu ngay được các pháp là đạo một tướng, ngay sau đó ta liền đạt được nhẫn trong pháp vô sinh. Thì Nam Tử, Thiện Gia Tử, nếu đạt được 6 pháp ba la mật, nếu lại nghe pháp này thì xưa nay cả hai cùng một thể. Thiện Gia Tử, Đại Bồ Tát nhờ nói đạo này mà đầy đủ cả 6 pháp ba la mật. Ta nói như vậy là tại sao? Thiện Gia Tử, như có Bồ Tát trong hàng hà sa đẳng kiếp thực hành bố thí, giữ giới, siêng năng, tu nhẫn, nhập định, tu trí, nhưng do vì không biết đạo pháp này nên tất cả căn lành có được hoàn toàn bị mất sạch. Thiện Gia Tử, ngươi hãy xem đề bài Đạt Đa đấy, mặc dù có đủ căn lành, độ 30 tướng như vậy, nhưng do vì không biết đạo pháp này, và ông ta đã mất hết các căn lành, đọa vào trong đại địa ngục. Thiện Gia Tử, vì lý do này, ông nên biết, các căn lành bị dứt sạch chính là bởi không biết đạo pháp này vậy. Thiện Gia Tử, vô số kiếp A Tăng Kỳ ở quá khứ lại vượt trội hơn cả vô số, rộng lớn vô lượng không thể nghĩ, không thể lường, có vị Phật ra đời tên là Mễ Lưu Thượng Vương Như Lai ứng cúng chánh biến tri, bên hạnh thuận vị thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường vô thiên nhân giáo sư Phật Thế Tôn. Vị Như Lai ấy sống lâu đến 99 câu chia nay cho ta 100.000 năm. Thế giới Phật ấy tên là Kim Diệm Ảnh, đất trong thế giới ấy được làm bằng vàng. Đức Như Lai ấy cũng dùng ba thừa giáo hóa khi cho chúng sinh nhập vào niết bàn. Ba thừa ấy là: một thừa Thanh Văn thừa, hai Độc Giác thừa, ba Bồ Tát thừa. Hồ thứ nhất của Như Lai ấy, hàng Thanh Văn có đến 80.000 câu chia cho ta. Những vị này đều là bậc A La Hán, các lậu đại dứt, việc cần làm đã làm xong, vứt bỏ được gánh nặng, đạt được lợi ích cho mình, chấm dứt mọi trói buộc của phiền não, dùng trí bình đẳng khéo được giải thoát. Ở hội thứ hai, hai tỳ kheo có 70.000 câu chia nay cho ta. Ở hội thứ ba, hai tỳ kheo có 60.000 câu chia nay cho ta. Hội thứ tư, hai tỳ kheo có 25.000 câu chia nay cho ta.
là có lượng tỳ kheo đây nhóm lại gấp đôi số trên, là có lượng ưu bà tắc nhóm lại gấp đôi số trên, là có lượng ưu bà chi nhóm lại gấp đôi số trên, là có lượng chư bồ tát nhóm lại gấp đôi số trên. Các bồ tát này đều là những vị đã đầy đủ pháp nhẫn vô sinh, khéo léo phát ra vô biên tam ma địa đạo, đạt được vô biên tổng trì môn, chẳng bánh xe pháp không thoái chuyển. Huống chi là hàng bồ tát ở thừa thứ nhất mới phát hạnh, trong số đó lại có vô lượng vô số những vị độc giác thừa. Thiền gia tử, và lúc đó vị Phật ấy có vô lượng vô số các thanh văn. Thiền gia tử, tại thế giới kim diễm ảnh ấy có những cây, những trụ được làm bằng bảy báu. Cây báu ấy phát ra những âm thanh như sau: âm thanh không, âm thanh không tướng, âm thanh không nguyện, âm thanh không sinh, âm thanh không chỗ có, âm thanh không hình dáng. Ngay khi cây báu phát ra âm thanh như vậy, những chúng sinh ở trong thế giới này nghe được, tâm liền giải thoát. Sau khi Đức Như Lai diệt độ 1.000 năm, chánh pháp hết trụ ở đời, thì các âm thanh ấy cũng không còn phát ra nữa. Thiền gia tử, Đức Như Lai ứng cúng chánh biên tri: Mẹ Lưu Thượng Vân ấy khuyên nên mời tỳ kheo tịnh thiện hạnh thuyết pháp. Khi tỳ kheo này thuyết pháp rồi, Đức Phật ấy mới diệt độ. Thiền gia tử lúc đó là có một tỳ kheo khác tên là Thiện Hạnh Ý. Tỳ kheo này đầy đủ sở tích tụ giáo trong sạch tốt lành, lại đạt được năm thông tri thế gian cao cả, cũng có khả năng lưu truyền và tụng luật tạng. Tỳ kheo này là có khổ hạnh cao tột, tên ưa sự trong sạch, dè dặt lãnh đạo chúng là thuyết giáo, tạo lập chỗ ở an vui và trụ trong đó. Đồ chúng của vị tỳ kheo này khéo trụ vào giới tụ, tên ưa công đức đầu đà, cũng sống đơn giản. Tỳ kheo này còn phát khởi siêng năng tu hành, nhưng lại xa lìa tâm bồ đề. Tỳ kheo này có chúng bồ tát khác cũng đem đạo oai nghi mà giáo hóa, khiến họ giống như mình, đem sự hiểu biết của mình chỉ bảo cho mọi người nắm chặt các hành là vô thường, nắm chặt các hành là khổ, nói các hành là vô ngã. Tỳ kheo này không có trí tuệ khéo léo, cũng không có sự khéo léo đối với hạnh bồ tát. Mặc dù là như vậy, nhưng tỳ kheo này là có đầy đủ căn lành. Còn vị tỳ kheo thuyết pháp tịnh thiện hạnh kia biết rõ căn cơ của mỗi chúng sinh có sự khác biệt nhau. Đôi chúng của vị tỳ kheo này không chú trọng đến công đức hạnh đầu đà và lối sống đơn giản, cả đến phương tiện khéo léo đối với những vô sở đắc. Thiền gia tử, khi ấy tỳ kheo thuyết pháp tịnh thiện hạnh cùng đôi chúng của mình đến ở tại nơi ở của tỳ kheo Thiện Hạnh ấy. Nhưng do vì thương xót chúng sinh nên cũng nhiều lần vào thôn xóm khất thực, xong xuôi rồi mới ra. Ông ta đã khiến cho hàng trăm ngàn nhà phát khởi lòng tin trong sạch. Đôi chúng của vị tỳ kheo này cũng khéo léo trong việc cảm hóa, hướng dẫn đến từng nơi ở của mọi người mà nói pháp, khiến cho hàng trăm ngàn người phát khởi tạo lập nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong khi đó, những đôi chúng của tỳ kheo Thiện Hạnh ấy lại ưa thích việc tu định, không thường vào thôn xóm. Lúc bấy giờ ở đức tỳ kheo tịnh thiện hạnh còn đời chúng của ông ta bên cạnh. Tỳ kheo Thiện Hạnh ấy sinh tâm không sạch, nói: đây chính là tỳ kheo biến nhát thường xuyên vào thôn xóm. Bèn đánh bại nhóm họp các tỳ kheo lại, tự mình ra lệnh: các ông không một ai được vào thôn xóm. Rồi xoay sang số đồ chúng của tỳ kheo tịnh thiện hạnh, nói: ông không biết rõ việc làm, không tiết chế lời nói, tại sao các ông lại như đoạn đi vào xóm làng vậy? Chư Phật Thế Tôn khen ngợi biết bao về việc ở nơi không ồn ào, các ông chớ đến nhà người mà phải nên vui vẻ ở trong suy nghĩ về thiền định. Thiền gia tử, khi ấy đối với những điều mà tỳ kheo thiện hạnh ấy đặt ra, vì muốn thành thục cho các chúng sinh nên tỳ kheo thiện tịnh thiện hạnh cùng đôi chúng của mình không chấp nhận theo những điều đặt ra ấy, nên lại vẫn nhiều lần đi vào thôn xóm. Thiền gia tử, khi tỳ kheo này đi ra khỏi thôn xóm, tỳ kheo thiện hạnh ý là đánh bạn nhóm họp chúng tỳ kheo lại và nói: nếu như vẫn còn tiếp tục vào xóm làng, tôi sẽ không chấp nhận cho các người ở đây nữa. Thiền gia tử vì muốn chở che cho tỳ kheo này, tỳ kheo thuyết pháp tịnh thiền hạnh biện bảo với đội chúng của mình: các vị không ai được vào xóm làng. Không thấy các tỳ kheo xuất hiện,
Những người ở trong thôn đã được tỳ kheo kia thành thục, đã được ôm lòng buồn khổ, buồn rầu khổ sở, pháp lệnh cũng giảm mất. Tiền gia tử 3 tháng đã xong, tỳ kheo thuyết pháp tịnh thiện hạnh ra khỏi chỗ ở này đến ở nơi khác. Tỳ kheo này là cùng với đội chúng của mình tiếp tục đi vào thôn ấp thành quách kinh đô vì các hàng chúng sinh mà đại pháp. Tiền gia tự vẫn thấy tỳ kheo thuyết pháp tịnh thiện hạnh nhiều lần vào xóm làng, vẫn thấy đội chúng kia bản tánh oai nghi đi vào trong thôn xóm. Tỳ kheo thiện hạnh ý sinh tâm không sạch, chỉ nghĩ tỳ kheo này đúng là ác giới phá giới, tự mình đã vậy là khiến cho đội chúng của mình cũng như thế, kẻ ngốc này làm sao có bồ đề được, chỉ là kẻ hư dối mà thôi. Ông ta lại còn nói với mọi người tỳ kheo này đức hạnh lộn xộn quá, cách xa bồ đề, chỉ biết quý trọng lợi ích riêng, dính mắc nơi nhà người. Thiền gia tử một thời gian sau, tỳ kheo thiện hạnh ý này mất. Nhưng bởi do lúc trước sinh tâm không sạch, gây nghiệp đã chín mùi, nên khi chết đi, liền bị đọa vào địa ngục A Tỳ, cho đến các địa ngục lớn khác, trải qua 99 câu chi trăm ngàn kiếp, ở trong các địa ngục lớn, chịu đủ mọi nỗi cực khổ tại các địa ngục này. Trong 60 300 ngàn đời thường bị chê bai vì do nghiệp chướng còn sót lại, nên trong suốt 30 300 ngàn đời được xuất gia nhưng rồi cũng bị hoàn tục. Về sau xuất gia trong giáo pháp của Như Lai Vô Cấu Nhiễm là đấng ứng cúng chế biến tri, mạng sống lợi dài lâu, siêng năng tu hành như cứu lửa trên đầu trong suốt câu chi trăm ngàn năm, nhưng cũng vẫn chưa từng đạt được tùy thuận đạo nhẫn, là do nghiệp còn sót lại kia nên phải tiếp tục chịu tối tâm ngu muội trong suốt trăm ngàn đời nữa. Tiền gia tự đối với tỳ kheo thuyết pháp tịnh thiện hạnh vào thời ấy, ông chớ nên có cái nhìn sai khác. Tại sao? Đó chính là Đức Như Lai bất động. Vào khi xưa là vị tỳ kheo thuyết pháp tên là tịnh thiện hạnh. Tiền gia tự tỳ kheo thuyết pháp thời ấy là thiện hạnh ý. Ông chớ nên có cái nhìn sai khác. Vì sao? Vì đó chính là ta đây. Khi xưa là tỳ kheo thuyết pháp tên thiện hạnh ấy. Vào thời đó ta sinh tâm không tốt, với mọi phương tiện vi tế, rồi gây ra nghiệp chướng phải bị đọa vào địa ngục lớn. Thì gia tưởng, nghiệp chướng có những cái rất là nhỏ như vậy đấy. Tiền gia tử, nếu Bồ Tát nào không muốn có nghiệp chướng như vậy thì nên chống thì không nên chống trái với những hành tu của hàng Bồ Tát thứ hai, phải tinh thuận những việc đã gây ra, nên luôn sinh tâm như vậy. Ta không biết tâm người khác, cũng khó thể biết được những việc làm của chúng sinh. Thiền gia tử vì thấy được nghĩa này nên Như Lai mới nói pháp như vậy cho chúng sinh. Chúng sinh không nên lựa chọn, chỉ có ta mới có thể lựa chọn chúng sinh và những gì tương tự ta mà thôi. Thiền gia tử, nếu muốn tự bảo vệ thì không nên lựa chọn. Nếu có ai làm điều gì thì chớ nên ngăn chặn họ. Tướng như vậy đấy, nên siêng năng tạo sự tương ứng với Phật Pháp, ngày đêm siêng năng nhớ nghĩ tương ứng với Pháp. Thiền gia tự Bồ Tát nào nếu phát hạnh tâm sâu xa thì không nên ngăn trở chỗ ở của người, mà phải siêng năng tùy thuận cùng nhau tu hành. Thiền gia tử, giả sử nếu có Bồ Tát nào khiến cho tất cả chúng sinh trong Tam Thiên Đại Thế Giới được ăn vui ở nơi con đường của 10 điều lành, nếu có Bồ Tát nào một mình đến nơi vắng vẻ, chỉ trong một khoảnh khảy móng tay, tin các đại pháp là đạo một tướng, hoặc cùng nhau nghị luận, hoặc nói, hoặc dạy dỗ, đọc tụng, hoặc tự tụng, thì lượng phước đức đạt được vượt hơn cả lượng chúng sinh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Vì sao thiền gia tử? Vì do nơi đạo này mà hàng đại Bồ Tát mới đạt được những nghiệp chướng trong sạch, xa lìa sự yêu ghét đối với chúng sinh, dám đặt đến biên tế, đến biên giới trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kinh Các Pháp Vốn Không, quyển thượng.